Dạ alo con nghe mẹ. Hưng, con đang làm gì đó con? Ăn tối chưa? Dạ con đang ăn đây. Con đang đi ăn tối với đối tác. Ồ, vậy hả? Nè con, mẹ mới đổi cái điện thoại gọi video call gì đó. Chủ đẹp lắm con. Con mặc lên đi. Mẹ nhìn mặt con trai mẹ tí. Dạ mẹ đợi con xíu nha. Đợi con xíu rồi con mặc nha.